Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều, bài 24, Những Người Bạn Nhỏ, tập đọc Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng. Các con ạ, chim chóc và hoa lá làm cho cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp. Trái đất sẽ rất buồn nếu thiếu vắng hoa, thiếu vắng đi tiếng hót của các loài chim. Thế mà chim sơn ca và bông cúc trắng trong câu chuyện mà cô trò chúng mình sắp tìm hiểu dưới đây lại có một số phận rất buồn thảm. Các con hãy cùng tìm hiểu để biết câu chuyện muốn nói điều gì nhé. Trước hết, bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc. Các con quan sát trên màn hình, cô có hai bức tranh. Các con hãy cho cô biết mỗi bức tranh vẽ gì nào. À, bức tranh thứ nhất vẽ khung cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp. Các con nhìn thấy có chú chim sơn ca đang tung cánh bay lại gần bông cúc trắng, như đang hót cho bông hoa nghe. Còn bông cúc trắng thì đang nghiêng về phía chú chim như để lắng nghe tiếng hót trong trẻo ấy. Các con có thể nhìn thấy bức tranh thứ nhất là một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và rất là vui vẻ, phải không nào? Còn bức tranh thứ hai thì sao nhỉ? À, trong bức tranh thứ hai, chúng ta nhìn thấy chú chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng, trông rất buồn bã. Còn bông cúc thì đã héo khô. Vậy, đã có chuyện gì xảy ra với chú chim sơn ca và bông cúc trắng nhỉ? Để biết được thì các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng. Các con lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô nhé. Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng. Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca xà xuống bên bông cúc. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh đón bình minh, bông cúc đã nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng. Bỗng có hai cậu bé đi vào vườn, cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc, bỏ vào lồng sơn ca. Con chim bị cầm tù, họng khô bỏng vì khát. Nhưng dù khát, nó vẫn không đụng đến bông hoa. Tối rồi, chẳng ai cho con chim khốn khổ một giọt nước. Đêm ấy, sơn ca lìa đời. Bông cúc héo lả đi vì thương xót. Sáng hôm sau, thấy sơn ca đã chết. Hai cậu bé đặt con chim vào một chiếc hộp rất đẹp và chôn cất thật long trọng. Tội nghiệp con chim, khi nó còn sống và ca hát, các cậu đã để mặc nó chết vì đói khát. Còn bông hoa, giá các cậu đừng ngắt nó, thì hôm nay chắc nó vẫn đang tắm nắng mặt trời. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng của nhà văn nổi tiếng Andersen. Các con hãy cho cô biết bài tập đọc này được chia thành mấy đoạn? À đúng rồi, bài tập đọc này được chia thành 4 đoạn. Sách giáo khoa đã đánh các số 1, 2, 3, 4 ở đầu mỗi đoạn rất là rõ ràng. Mỗi đoạn lại có những nội dung khác nhau. Ở đoạn 1 có nội dung cuộc sống tự do và sung sướng của sơn ca và bông cúc. Chính vì nội dung như vậy, nên ở đoạn 1 chúng ta sẽ đọc với giọng ngạc nhiên, vui vẻ. Nội dung của đoạn số 2 đó là cảnh sơn ca bị cầm tù. Ở đoạn này chúng ta sẽ đọc với giọng buồn thảm. Nội dung của đoạn số 3 là sơn ca khốn khổ khi ở trong lồng và lìa đời.
Ở đoạn này chúng ta cũng đọc với giọng buồn thảm. Đoạn cuối cùng có nội dung đó là sự ân hận muộn màng. Với đoạn này chúng ta sẽ đọc với giọng thương tiếc, trách móc. Trong bài có một số từ ngữ khó, dễ phát âm sai. Các con lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Xà xuống, véo von, thương xót, thương xót, long trọng. Bây giờ các con hãy đọc lại bài tập đọc này một lần nữa nhé. Trong bài cũng có một số từ ngữ khó mà chúng ta cần phải giải nghĩa. Ví dụ như từ véo von. Theo các con, véo von nghĩa là gì nhỉ? À, véo von đó chính là âm thanh cao, trong trẻo. Cầm tù. Cầm tù có nghĩa là bị giam giữ. Long trọng. Các con có biết long trọng nghĩa là gì không? À, long trọng có nghĩa là đầy đủ nghi lễ, rất trang nghiêm. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc ngày hôm nay, thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Đoạn 1 giới thiệu những nhân vật nào của câu chuyện. À, để trả lời được câu hỏi này, thì các con hãy đọc lại đoạn 1 ở dưới đây nhé. Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca xà xuống bên bông cúc, chim véo von mãi, rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. À, sau khi đọc xong đoạn 1 này, thì chúng ta đã biết đoạn 1 giới thiệu hai nhân vật là bông cúc trắng và chim sơn ca. Các con hãy cho cô biết, trước khi bị bỏ vào lồng, thì chim và hoa sống thế nào? À, để trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc lại đoạn 1 vừa rồi và nhìn lên bức tranh ở trên màn hình của cô nhé. À đúng rồi, trước khi bị bỏ vào lồng, thì chim được sống trong một thế giới rộng lớn, đó là cả bầu trời xanh thẳm. Nó tự do hót véo von, rồi bay về bầu trời. Còn bông cúc được sống bên bờ rào, giữa những đám cỏ dại, ngày ngày được nghe sơn ca hót líu lo. Các con quan sát bức tranh có thể thấy, trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa có một cuộc sống rất tự do, thoải mái và vui vẻ, phải không nào? Vậy chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm sau với chim sơn ca và bông cúc trắng? Để trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc lại đoạn 2, đoạn 3 nhé. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh đón bình minh, bông cúc đã nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng. Bỗng có hai cậu bé đi vào vườn, cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc, bỏ vào lồng sơn ca. Con chim bị cầm tù, họng khô bỏng vì khát, nhưng dù khát, nó vẫn không đụng đến bông hoa. Tối rồi, chẳng ai cho con chim khốn khổ một giọt nước. Đêm ấy, sơn ca lìa đời, bông cúc héo lả đi vì thương xót. Như vậy, sau khi đọc lại đoạn 2, đoạn 3, thì chúng ta đã thấy được đó là ngày hôm sau, sơn ca bị bắt, bị cầm tù trong lồng và cất lên tiếng hót buồn thảm. Còn bông cúc trắng, ngày ngày đang nở rất đẹp, thì bỗng nhiên có hai cậu bé vào vườn, cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc, bỏ vào lồng sơn ca. Như vậy, từ nay, cuộc sống tự do, vui vẻ của sơn ca và bông cúc trắng sẽ không còn nữa. Vậy, hành động của hai cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng? Các con hãy đọc lại đoạn 3 để trả lời câu hỏi này nhé. À, khi thực hiện hành động này,
Chắc hẳn hai cậu bé đã chưa nghĩ đến hậu quả của nó. Hành động của hai cậu bé đã làm cho Sơn Ca chết và bông cúc cũng héo tàn. Từ nay, Sơn Ca sẽ không còn được cất tiếng hót véo von mỗi ngày. Bông cúc cũng không được tỏa ngát hương thơm tắm ánh nắng mặt trời, không được nghe Sơn Ca hót nữa. Thật là buồn phải không các con? Hành động của hai cậu bé đã gây ra một chuyện hết sức đau lòng. Như vậy, qua câu chuyện này, các con rút ra được bài học gì? À đúng rồi, qua câu chuyện Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng, chúng ta rút ra được một bài học quý giá. Đó là chúng ta hãy luôn bảo vệ chim chóc, bảo vệ loài hoa, vì chúng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp. Chúng ta đừng đối xử với chim chóc, hoa lá vô tình như hai cậu bé trong câu chuyện các con nhé. Và câu chuyện này cũng ca ngợi tình bạn đẹp của bông cúc và chim sơn ca đấy các con ạ. Bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau đi sang phần luyện tập nhé. Giả sử một cậu bé trong câu chuyện trên không muốn bắt chim sơn ca, cậu sẽ từ chối thế nào khi bạn rủ đi bắt chim? Chọn câu trả lời em thích. A. Cậu đừng bắt chim, hãy để nó tự do. B. Không, tớ không bắt chim đâu, tội nghiệp nó. C. Chim đang bay nhảy tự do, tại sao lại bắt nó? Đừng làm vậy. À, các con hãy suy nghĩ và nói cho cô biết các con sẽ chọn lời từ chối nào nhé. Ở đây các con nhìn thấy câu A, câu B, câu C đều là những lời từ chối. Tuy nhiên thì câu từ chối ở phần A đó là từ chối bằng cách nói lời khuyên. Khuyên là cậu đừng bắt chim, hãy để nó tự do. Còn câu B, không, tớ không bắt chim đâu, tội nghiệp nó. Ở câu B này thì chúng ta từ chối bằng cách cảm thán, tức là chúng ta nhấn mạnh cái cảm xúc của mình, đó là dứt khoát không bắt chim, bởi vì con chim đó rất tội nghiệp. Câu C, chim đang bay nhảy tự do, tại sao lại bắt nó? Đừng làm vậy. À, câu này cũng là một câu từ chối và từ chối bằng cách đặt câu hỏi. Vì sao lại bắt chim? Đúng không? Đó, bắt chim như thế sẽ làm nó mất tự do. Vậy thì bây giờ các con hãy suy nghĩ xem mình chọn lời từ chối nào nhé. Các con ạ, hành động bắt chim sơn ca là một hành động sai đúng không? Chúng ta sẽ không đồng tình với hành động đó. Cho nên các con chọn lời từ chối nào trong ba lời từ chối này thì cũng đều đúng và đều hợp lý các con nhé. Câu 2, hãy nói 1 đến 2 câu thể hiện thái độ đồng tình với ý kiến trên. À, để thể hiện thái độ đồng tình với ý kiến trên thì chúng ta có thể nói được các câu như sau. Ví dụ như là cậu ấy nói thế rất đúng, hãy để Sơn Ca tự do ca hát. Hay chúng ta cũng có thể nói mình đồng ý với cậu ấy, thật tội nghiệp Sơn Ca nếu cầm tù nó. Hoặc chúng ta cũng có thể nói câu như sau, mình hoàn toàn đồng ý với cậu ấy, chim đang bay nhảy tự do, tại sao lại bắt nó? Các con có thể chọn những câu nói lịch sự và thể hiện là thái độ đồng tình với các ý kiến trên nhé. Các con học sinh thân mến, cô trò chúng mình vừa đi tìm hiểu bài tập đọc Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng. Đây là một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Qua bài học, chắc hẳn các con đã hiểu được điều mà câu chuyện muốn nói, phải không nào? Câu chuyện muốn nói với chúng ta đó là hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn. Hãy để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. Chúng ta hãy bảo vệ chim chóc, bảo vệ cây cỏ
và bảo vệ thiên nhiên các con nhé. Qua bài học thì cô cũng đã dạy các con biết cách nói lời từ chối đồng tình một cách lịch sự. Về nhà, các con hãy luyện đọc lại bài tập đọc này cho người thân cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.